Thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ tư Đà Nẵng thực hiện chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cuộc sống của người dân đã trở lại hoạt động bình thường và hình thành thêm lối sống an toàn là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi ra ngoài đường. Người dân thành phố ý thức được việc nới lỏng giãn cách xã hội nhưng không chủ quan nới lỏng phòng dịch. Sáng sớm tại khu vực vỉa hè nằm trên tuyến đường Bạch Đằng, các rào chắn đã gỡ bỏ hết. Hiện có nhiều người đang đi bộ, hoạt động thể dục thể thao. Mọi người đều mang khẩu trang, giãn khoảng cách an toàn tối thiểu và không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng. Hầu hết người dân đều ý thức tình hình dịch bệnh và không buông lỏng phòng chống dịch. Tuy nhiên vẫn còn một vài người nói chuyện tiếp xúc với nhau nhưng không mang khẩu trang. Thấy họ cũng vẫn giữ khoảng cách. Đi cũng ra đường họ cũng vẫn giữ cũng vẫn đeo khẩu trang rồi cũng đề phòng giãn cách vẫn giãn cách nhưng mà vẫn đề phòng chứ không có bỏ cái việc mà giữ bảo vệ bản thân cũng như xã hội. Không nên chủ quan, mong người dân là không nên chủ quan về tại cái dịch này là rất là nguy hiểm và là xã có thể là nếu mà không phòng dịch tốt là sẽ là thì sẽ quay lại, cho nên là mong mọi người dân là phải là có sự chung tay cố gắng để mà ý thức cho bản thân mình cũng như bản thân người khác, cũng bản thân gia đình mình đó là cũng nên để mà những suy nghĩ tốt để mà đẩy xa Covid. Còn tại khu vực bãi biển Phạm Văn Đồng có nhiều người đang đi bộ tập thể dục với nhiều hình thức khác nhau để rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra mọi người đều chấp hành việc không tắm biển trong thời gian này. Người dân cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng đều không chủ quan trong việc phòng chống dịch khi ra ngoài đường. Tình hình dịch bệnh có lường, mỗi người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như thế này, góp phần cùng chính quyền thành phố mau chóng đẩy lùi dịch COVID-19.